Hôm nay ăn bún hợp hơn, ngon hơn. Đây, đậy lại. Biết sao đậy lại không? Sợ bên kia chôm. Ai mà nói ra gia đình vậy? Sợ rùi bu, sợ rùi bu. À, em thấy con rùi rồi. Còn cái kia bắp chuối là cái gì vậy? Này nồng hoa chuối. Tại sao có nồng hoa chuối để nó ngon đúng mọi người? Sao vậy anh? Người ta có cho ăn đâu mà giao lưu hoài. Đi ra đi, anh giao lưu đoàn anh đi. Tại là cái nồi mà nồng chưa có nở. Nồng chưa bung á. Trời ơi, sứ giả ẩm thực gì kỳ quá à. Cho ăn miếng dạy điều yêu cho. Cho ăn miếng đi. Yếu nghề mà ăn mà không nói gì trơn. Đúng. Ăn nó nói nhai, còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói. Còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói mới được. Trời ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Lớn lên bạn sẽ làm gì? Mình sẽ làm diễn viên. À. Đâu, bạn diễn thử tôi coi. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Nếu ơi, sau này lớn lên bạn sẽ làm nghề gì? Mình sẽ làm bác sĩ để trị bệnh cho bạn này. Mình sẽ làm bác sĩ để trị bệnh cho bạn này. Trời ơi là trời. Hiền dạng quá. Hiểu rồi. Wow. Ủa đi đâu vậy cưng? Đẹp trai quá. Trời ơi, trời ơi. Nè, vô đây, vô đây, đây. Nè. Phở. Oh, rồi, nè, 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 nè. Wow. Xin dập hả? Đúng rồi, tôi xin dập gì? Ôi ôi, ngon quá vậy. Ủa bên kia là vậy ta? Rồi trước mặt các bạn là những cái món ăn đặc sản của Cao Bằng ha. Với đội thắng thì các bạn có món xôi trứng kiến. Ôi. Vịt om mắt mật. Oh. Bò xào dạ hiến, nộm hoa chuối và canh hoa chuối đổ trắng. Đây, cái này cái gì mà dịch mẹ ơi, này mà đúng nè. Đó. Bởi vì đây là cái chặng đầu của hành trình của chúng ta cho nên là đội thua cũng có đồ ăn để đảm bảo được sức khỏe. Các bạn sẽ có trứng rán. Đúng. Cơm gạo khô, cà muối sổi. Wow. Lạc rang. Ồ. Oh. Trứng rán là được rồi. Trứng rán cần mỡ, bắp cần mỡ, yêu cầu cần cớ, cần cầu cơ, cần cầu cơ. Rồi bây giờ xin mời hai đội dùng bữa cho ngon miệng đi. Đùa đi em. Đầu tiên, ladies and gentlemen. Yeah. Nộm. 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 Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Trời ơi, miếng nộm, coi miếng nộm, cho miếng nộm ha. Gạo này nó khô. Gạo khô mà. Hay quá. Thôi thôi à. Đâu anh ăn thử miếng này coi. Đây là cà muối sổi ha. Wow. Có nhiều ăn nhiều. Liệu cơm gấp mắm đúng không rồi. Chú? Ờ thời chú làm gì có mấy món ngon như vậy mà ăn. Trời, có gồm có ghé cá trồng canh. Trời rau. Rau đó là rau dạ hiến. Nó gọi là rau dạ hiến. Dạ hiến. Nói chung là mỗi địa phương ở Việt Nam mình là nhiều loại rau lắm. Dạ. Tuyệt vời anh ơi, món rau thử trường của em không? Thiếu rồi, thiếu rồi. Hả? Tương ớt chin su. Ồ. Oh. Chai 2kg à? Wow. Ê, cái chai kia là chai gì? Dạ, này là chai phiên bản mới Sriracha. Ê, hey, cho anh cái gì được cành. Đó, đó, đó. Wow. Ôi, cái cảnh phong cảnh này đẹp quá. Mà đồ ăn của mình thì quá là ê hề. Giống như là mình chuẩn bị mở tiệc vậy. Đúng là thấy tương ớt chin su là muốn mở tiệc. Cái này là gì bông phở hả Tướng? Không phở, ăn phở anh. Cái này dùng ăn phở. Ồ, hèn gì cái màu đó lạ ha. Y giống như là cái tương ớt gia truyền vậy á. Anh ít nói chuyện với người thua lắm, thông cảm nha. Anh ít nói chuyện với người thua lắm, thông cảm nha. Từ lúc nãy giờ ta đồng đội kêu giao lưu qua đây. Hay vậy lắm. Vậy mình cũng phải có một cái chai chứ.
Có gì, mình đâu có gì đâu, mình nghèo mình khổ. Em không có tự nhiên, em có cái chai á, chai mặt. Trời ơi, trời ơi. Không, xin lỗi anh. Em đã biết tính cách của mọi người xấu xa vậy rồi. Em đã chuẩn bị một cái chai mini. Trời ơi, thì ra em ăn riêng. Không, em có, không phải người ta để lên bàn. Cái này em rút trong người, rút ra. Không phải có. Em ăn riêng. Cái này em phụ thôi. Dạ thiệt á. Thiệt, bên kia là mở tiệc lớn chứ bên đây tiệc nhỏ cũng đúng. Hiểu sao em có cái chai dễ thương vậy Hiếu? Đúng, tựa Chinh Su mini. Dạ. Tức là người ta làm đa dạng, chai lớn cũng được, chai nhỏ cũng được. Chai lớn là dùng cho tiệc, cho đồ, chai nhỏ dùng cho cá nhân gia đình được đó. Wow, xịt một cái là đã hết nửa chai rồi. Chỉ chân, cả trong tầng chai nhỏ. Để dễ dàng mang đi. Wow, thật là tiện lợi. Cái này là ăn không là rất là đơn điệu. Đúng rồi. Phải chấm một miếng cho cay cay, the the, ngon ngon mới được thôi. Mới được thôi. Ngon ngon mới được thôi là đó. Thì cái rau này giòn, cái thịt điểm tươi ha. Thôi đậu phộng nó ngon. Chấm mà phải chấm đậm đậm vô. Wow. Trong tất cả những món này là một trong những món ngon nhất nè. Nãy giờ em chưa thử. Cái vị nó lạ. Cho miếng mẹ già. Mất mặt là nó có lá để dùng mà. À, có lá mất mặt. Không, món này ngon. Món này vừa biết có thiếu gì không? Nếu người miền Nam ăn. Bún. Không. Bánh mì. Bánh mì. À. Sấm nhưng mà ngon lắm. Cái nước ngon. Ok không? Cái này mà có miếng bánh mềm. Ừ, cái thường này. Hôm nay ăn bún hợp hơn, ngon hơn. Đây, đậy lại. Biết sao anh đậy lại không? Sợ bên kia chôm. Ai mà nói là anh em gia đình vậy? Sợ rùi bu. Sợ rùi bu. À, em thấy con rùi rồi. Còn cái kia bắp chuối là cái gì vậy? Này nồng hoa chuối. Tại sao có nồng hoa chuối thì nó ngon đó mọi người? Sao vậy anh? Người ta có cho ăn đâu mà giao lưu hoài. Đi ra đi, anh giao lưu đoàn anh đi. Tại là cái nồi mà nồng chưa có nở. Nồng chưa bung á. Thấy không? Khi nó nở ra thì có những cái bùn chuối. Dạ. Đó, thì người ta lấy từ xíu liền, xuống tông liền. Xuống tông liền, xuống tông liền. Qua bên này thử coi. Đúng, qua đây thử coi. Nhà anh cũng vậy. Qua. Bên hệ của anh có cái này. Nhà anh cũng vậy. Qua. Bên hệ của anh có cái này. Tùy thiệt ha. Ngon chi liền, thấy không? Rồi những cái ở trong á là sẽ đem nấu món này. Đuối liền. Nó đó, chính là nó. Tại đó còn có bắp chuối bên này, có bắp chuối. Có cái bắp dế. Thay xôi mà có tương ớt đồ nữa. Ở ngoài này nó có mấy cái loại nếp đường ngon lắm. Nè, thấy chiến trí không? Rồi. Bao nhiêu anh? Nhưng mà sao ra người ta cho ít trứng kiến quá ta? Nhưng mà trứng kiến là kiến gì anh? Kiến lửa hay là kiến... Kiến kiến thiết. Món này chắc thiết ăn được. Vậy anh? Khó ăn lắm anh? Không phải khó ăn nhưng mà nó có mùi hăng á. À. Không, nhưng mà em ăn cái này được tại vì ở quê vợ em cũng có đúng rồi chấm đúng muối trứng kiến hả? Muối kiến. Ủa, nghe là muối kiến nhưng mà trứng kiến. Nope. Hey. Hiểu này ngon, hiểu quê quá hả? Cố lên anh trong miếng gì gấp gì rạo rồi phải không? Cảm ơn anh đang gấp nhìn Giang nói cái. Ủa, anh ơi, vô tình. Anh ăn luôn đi. Hiểu đạm. Protein. Protein em ơi. Được. Được. Con ong thiệt. Ba anh thử đạm hả? Má anh chụp con ong. Có ngon củ đạm ngon quá. Mới ngon á. Ăn đi. Ngại gì nữa. Thôi, kỳ lắm. Cứ bỏ làm từ trọng ra mà ăn. Bị kỳ không? Có làm từ trọng không? Không. Trời ơi, thật nhận cái lá của người ta luôn á. Biết rồi. Sao gấp cục thịt mà gấp xương không vậy? À, gấp xương cho cái kia hả? Cứ bỏ lòng tự trọng ra là được ăn ha. Ừ. Mình có là mình bỏ. Biết ghê. Cho em vào luôn miếng trứng chiên nha anh Tấn. Trời ơi, nói gì nữa. Trời ơi, một miếng trứng chiên đổi một dĩa thịt bò ạ. Ừ. Ok. Dĩa thịt bò ngon không? Dĩa thịt bò chắc ngon lắm luôn á. Ôi, nhìn ngon ha. Sao mà người ta... À, ok. Bà. Rau ngon đó. Rau ngon hả? Rau giòn.
thì không phải là đói đâu, nhưng mà phải ăn được mấy cái ăn để biết, ăn để biết thôi. Mình dễ gì có cơ hội mà mình đi đến những nơi mà gọi là vâng may nước hương trời như vậy. Đạm kìa. Đạm gì nữa? Ý. Bé Đạm qua đây, bé Đạm ơi. Bé Đạm. Bé Đạm. Lục. Bé Đạm. Protein con. Con nó còn nhỏ, mới được 1 tháng rưỡi thôi. Thôi bé Đạm ơi. Bé Đạm. Bé Đạm ơi, qua đây cho ăn trứng nè. Bạn ăn nộm không? Nộm ngon nhất nách em ơi. Làm ngon lắm. Ăn canh không? Ăn canh. Nộm ở đây người ta làm ngon lắm. Đúng rồi, ngon ngon ngon. Tôi đói. Có canh đó nha bà con ơi. Canh hoa chuối nấu với đậu trắng. Canh hoa chuối đậu trắng. Canh chơi năm còn già lắm anh em ơi. Chúng ta phải đi thêm những nơi nữa để có những trải nghiệm, để còn cho bà con coi, để bà con trải nghiệm chung. Ăn chỉ là phụ thôi, anh em chỉ là phụ. Nhưng mà rồi. Đi đâu cũng phải có ẩm thực chứ đúng không? Ẩm thực vùng miền nó quan trọng lắm. Nó làm cho người ta bắt lòng tự trọng mà. Tự trọng là gì? Tự trọng là gì? Không ai thấy được, không ai định nghĩa được. Không màu, không mùi, không vị. Newton còn có định nghĩa chứ tự trọng không có định nghĩa. Newton là gì? Định luật Newton. Đó, định luật gì đó nghe coi. Thì đó, biết đâu. Khi ta chai ta đâu rồi trời. Khi ta ốc rồi, nên ăn nó. Sẽ có lực hấp dẫn của trái đất. Rớt xuống. Rớt trúng một hòn đá, té làm đôi. Trái táo trúng hòn đá té làm đôi. Tét làm đôi là không tách cục đá nó bay lên ông nội ơi. Sao có tét làm đôi này mình ghép 2-3 thứ vô chỗ hả? Đi đây. Đi thôi. Đi đây. Đi thôi. Đi thôi, no xong rồi. Xong rồi. Đây. Ngực lắm giận. Để gì? Dạ. Qua làm gì mắm đó? Thôi thật ra thì mấy món này hôm qua chúng tôi đã ăn rồi. Hồi nào anh ơi, anh ăn với em có ăn đâu? Ủa, mà bên kia không ăn gì luôn hả Tam? Bình thường là cũng phải có chén cơm nhân đạo chứ. Cũng phải có chén cơm nhân đạo chứ. Trời ơi, chén cơm nhân đạo. Hiếu, ăn thử món gọi bếp giùm anh đi. Dạ. Có gì trong đó phải nói cho đúng nha. Không thích đi. À, đó. Cái này ngon nha. Đó là làm từ đâu, làm từ đâu. Ngon không? Nhưng mà nó là lạ, em chưa bao giờ ăn món này hết. Mít này là giống như không? Cảm giác là nó rất là non á. Đúng rồi. Nè, trong cái gỏi mít nha, là nó có... Sát. Cái này thôi sơn đi. Sơ mít. Có sơ mít, có hột mít luôn. Nếu mà yếu nghề, nó review chán quá. Mít non người ta luộc lên. Xong người ta dắt cho nó khô nước đi. Da heo người ta trộn vô. Đó, người ta gia vị vô, xong người ta bỏ cái đậu phộng rang lên trên. Trời ơi, sứ giả ẩm thực gì kỳ quá à. Cho ăn miếng rồi dạy review cho. Cho ăn miếng đi. Yếu nghề mà ăn mà không nấu cái gì trơn. Đúng. Ăn nó nhai, còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói. Còn mấy người mà không ăn cái miệng nó rảnh nói mới được. Trời ơi, Hiếu ơi, Hiếu ơi. Thôi, thủ nhất. Em ơi, cái bị liệu. Trời ơi, thịt, đó thịt gì Hiếu? Là thịt heo. Heo gì Hiếu? Hai đầu mỡ. Hay là quá, hai đầu mỡ. Mỡ. Mỡ lúc nào mà không có. Da, da mỡ. Mé mé là collagen đó. Tại sao mình da con heo nó có bột da mà cái này có hai da? Tại sao nó hai da ta? À, ví dụ miếng thịt vậy đúng không? Đứng lên ghế luôn. Dạ. Đứng lên ghế. Đây là miếng thịt đùi. À, em hiểu. Đó, ta lắp thịt đùi ra. Lắp thịt đùi ra. Thì nó sẽ miếng dày. Đúng rồi. Ta bó lại như cái đùi. Sao người ta cắt thì người ta không cắt quanh tròn mà người ta cắt từng miếng dọc theo này. Thì bên đây bên đây miếng da thì bên đây cũng miếng da. Đó chính là thịt heo đầu da. Wow. Là nhờ bó lại đúng không anh? Còn có một loại thịt là nguyên cái đùi này là mỡ hết, là thịt mông. Đây đứng lên. Ủa em nữa. Tức là cái vùng này khi người ta cắt ra thì cái vùng này nè, đó sẽ là nguyên một cái phần da với mỡ nó bu vô là thịt mông. Đó. Dạ. Thôi em cũng nói anh Giang, cứ nói hoài vậy anh Giang. Khi nào cho mình ăn đi rồi mình nói. Dạ. Dạ. Thôi áp lực quá, lần sau chị thua đi.
phải là vì mình thèm ăn, mình ăn để mình nói cho khán giả hiểu. Chứ còn mình tham gia chương trình mà ăn không nói được cái lời nào. Nói vũ ba quá ớ, đã không biết rồi còn nhạt nhẽo nữa. Đội thua vẫn có cơ hội được ăn trưa nếu như các bạn thắng trong trò chơi phụ. Chơi game phụ đi, chào luôn. Trò chơi phụ của chúng ta có tên là rốn ai sâu hơn. Các bạn sẽ nằm ngửa và để lộ rốn, sau đó rót nước vào rốn. Đồng đội hoặc bất kỳ người nào sẽ dùng tay đập vào bụng để làm văng nước ra khỏi rốn. Sau đó, các bạn sẽ dùng một dụng cụ để hút lấy số nước còn đọng lại trong rốn. Thành viên nào thu lại nhiều nước hơn thì thành viên đó sẽ giành được cơ hội ăn trưa. Tưởng là lát nữa Tuấn thích ăn món gì nói trước luôn đi. Em cái mít. Làm lát làm thắng làm ăn gì? Em ăn hai đầu da, thịt heo hai đầu da. Chờ chơi nè. Thôi. Trời ơi, tắm hả Lâm? Em tắm thôi hả? Rồi, rồi nha, rồi. Sao vô? Em đang nổi sôi em đó. Bác sĩ. Để tôi cầm cho, để tôi làm trọng tài cho. Lâm ơi, nằm xuống đi Lâm, Lâm nằm xuống. Không sao hết, không đau. Được không đau không? Không đau, rúng e, cứ lúc rùi à. Xuống xíu. Trời ơi, em sắp gặp con em rồi. Chờ tí, tôi đi lấy nước sôi. Rồi, ướt quần người ta. Anh ơi. 1, 2, 3. Trời ơi. Trời ơi! Kìa lấy cây ra rít. Lấy giùm em cái cây cái. Ủa cần gì hút? Hả? Nó quèo luôn. Lấy giùm em cái cây cái. Rồi xong chưa, đưa cho tôi đo. Rồi như vậy là Lâm không còn giọt nào mà Tuấn thì có nước này, chúng ta sẽ nhìn thấy nha. Quá trời đề. Đó Lâm nè. Lâm có bên nào? Tuấn thắng. Rồi Tuấn được ăn ăn hết mít trộn. Ủa rồi mít trộn anh đâu? Hả, em ăn hết rồi. Trời lâu quá chén hả? Bỏ gì bỏ bây giờ. Ủa gì kìa? Em ăn hết rồi. Em độ thứ ham ăn hốc uống. Trời ơi bây giờ không có hai đầu da muốn ăn hai đầu thế này. Đưa đầu Hiếu đây. Tôi thấy Hiếu giờ này là bắt đầu là hả? Là không lo anh em, chỉ lo ăn thôi. Đúng. Từ khi ra cái bài ngủ một mình đó. Đúng rồi, cái nó chơi mình luôn. Chơi mình luôn. Mà khó là anh em đông quá, em sợ phải chồng thôi. Trời ơi, Hiếu ơi. Ôi trời đi. Mà người ta thắng người ta ăn chứ em thua mà ăn gì? Mà cái này cũng bỏ à, chứ đâu có làm cái gì. Mà thua làm được ăn. Thì bây giờ từ đó cứ coi em như là con ấy đi. Trời ơi. Con ấy đi. Quê. Em cuốn cái đó sao tác đổi lắm. Bình thường đã đổi, bây giờ không có cái răng nó càng vô nữa. Vô cái đó trúng cái ngàm nó khớp, vô khớp liền. Trời ơi, cái miệng kìa. Ê, tôi có dấu ở đây, tôi trống cho này nè. Tôi trống cho này nè mọi người. Anh em ta chờ, ta ăn mà đi ăn chứ. Bên chương trình làm có mấy miếng anh? Có 10 miếng à. Có 5 miếng à. Ngon rồi không? Ngon. Rồi. Ngon. Hả mẹ? Đi mẹ lá kia. Đúng là đẩy luôn luôn cái răng kia hồi đó cũng hai cái. Dẻ lên. Tán vô hàm răng mọi người ơi. Nó vô ngàm á. Tán vô nước mà. Đã kết thúc thời gian ăn trưa, xin mời các bạn di chuyển qua địa điểm hiện trường. Đây, ăn xong bị phạt đó. À,
trời ơi, ăn mì bằng nước sôi chế với thôi. Ôi, chắc trường thôi. Nhưng mà có hàm hảo là ngon. Có hàm hảo là ngon. Có hàm hảo là ngon rồi. Ôi, trời. Quá trời vậy. Ôi. Ôi, riêu. Ốc. Riêu này lát mình đừng có bỏ vô đây nha, nó sẽ tan ra, mình bỏ trong chén mình đó. Ok. Lẩu riêu cua sườn sụn nha mọi người. Bỏ rau vô em ơi. Bên em là ăn mì gói, bỏ rau gì? Rau của bên Thắng, mà tại vì không có chỗ để mà để bên đây thôi. Không. Ủa? Không hả? Đất nào là của mình hả? Đúng rồi. Cái này là của tụi tôi. Sổ đỏ anh đâu? Ừ. Anh hay quá. Anh nói nè nè, khúc này là của tôi nè, tôi vớt ngay đây nè. Đúng rồi. Nó lấn cái bàn của tôi nè. Cặp nó đi em. Nè, nó sẽ... Thôi thôi, để tôi set up lại. Thì ra là khi đó là bị hoang tưởng nhiều. Hỗ trợ, hỗ trợ đây. Có gì đâu, dễ mà, để hỗ trợ xíu đi. Dạ đây. Ủa nhưng mà nó đã qua rồi. Không, tụi tôi xếp xếp lại. Ê đây, anh ơi. Thấy chưa? Anh ơi. Chưa, tham quá. Hết chỗ, hết chỗ rồi, hết chỗ rồi. Để bàn ra, để bàn ra. Đó, rồi đó, ranh giới. Để bàn ra, để bàn ra. Không ai em. Anh muốn ăn đạm không? Dạ. Anh muốn ăn đạm không? Dạ. Cả coi kìa. Đưa cái giá đây, cái coi em, cứu em, cứu em. Dạ, dạ, chân nữa. Cá coi này ok đó. Sao vậy anh ơi? Ôi, em ăn mì xào. Ok, mì xào em luôn, mì khô đúng không? Em ăn mì trộn. Dạ. Rồi để em trộn cho. Ôi. Chiếc nước ra thôi. Thôi để anh nãy nha. Đúng rồi. Anh làm cho. Ủa, hồ đẹp quá à. Hồ kìa. Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Trời ơi. Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Trời ơi. Cái gì? Giỡn cái đó nghe kìa. Trời ơi, người ta xôi rồi, giờ này chưa xôi. Tranh thủ mình ăn lẹ cho bên kia nhìn đi. Đúng rồi. Rồi. Ủa rồi vậy làm chi? Người ta nhìn người ta có thèm không? Có thèm nha, miệng mình ăn ngon lắm. Miệng em ăn sao? Tiếp tiếp rồi kìa. Họ đang cố vui trên cái gì mà nhấm quá. Cái thất bại của họ. À, cái thất bại của họ đúng rồi. Nước sôi này khoa để anh thử nước lẩu này để coi tình hình sao nha. Em nghe mùi em không? Em khoa từ từ đi. Không tin, không tin. Tin thôi. Ủa? Tin thôi. Ủa? Em cũng ăn khô luôn hả hay là? Ăn khô luôn. Ok. Anh hai ơi, chị hai có bầu, anh đừng sầu như trái vừa khô, ai mua vô 5 đồng một trái. Thật là nhạt nhẽo. Bốc diễn mình đi. Mà ý là thoại vậy để chi á? Nó đi về thể hiện đó. Thể hiện mình thuộc về rồi đó. Nói gì nữa? Cái đó là bò của nó lốp anh. Người ta làm chín rồi, mình chỉ bảo như đây nè đó. Chưa chín. Chín rồi. Nãy giờ gió vô, ốc nãy giờ sệt, máy gọi sệt á. Gió vô sẽ bị đau bụng. Té re. Cái hạnh phúc của những người đau bụng là có cái ăn để nó đau bụng, hiểu không? Còn mình kia bón. Nè thôi, lúc nào chúng ta là anh em một gia đình mà ăn mì phải có giá rau đồ vô. Trộn xong chơi tôi chỗ nước lèo cho ăn cho ngon nè. Không ăn đâu. Không ăn đâu. Không cho mấy cộng giá mà nói. Xài xỉ nước lèo không? Không luôn. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Rồi, đưa cái chén đây. Dạ đây. Dạ đây. Đây là riêu cua. Ý cua. Lấy em nước lèo đi. Sùng sương à, sương sùng à. Sùng sùng à. Rồi. Đồ nem đâu, đồ nem đây. Đồ nem đâu. Hey, Scott. Hảo hảo. Tôm chua cay chọi cái này thời sinh viên. Hết luôn hả ông? Ở đi em ơi. Mặn lắm à. Đó, nước mắm rồi ra đi mọi người. Cái này em hết đây. À, đúng rồi. Ê, đúng rồi. Quá ngon. Cái này mà không có tương ớt là chết. Ê, anh em thử coi. Ngon quá. Từ từ cái dược phẩm. Trời ơi, nó ngon lắm quý vị ơi. Có cần thêm miếng thịt gì vô không? Không ạ. Thiệt mà. Nhưng mà có thì tốt ạ. Thằng bởi vậy nó thấy đó.
Anh ơi, anh ơi, chuyện gì cũng là anh em hai mươi mấy tập rồi. Bạn tôi sáng nhìn ăn lên gian đường. Bạn tôi sáng đạp xe 30 cây số. Thằng đi dạy thêm, đưa làm tiếp thì thằng làm bán cơm, thằng làm quán cơm, thằng ngồi bán bia bán cơm. Tôi về một gói mì ăn. Mì hao hao. Ngon, rất ngon. Ngon không? Ngon. Lớn lên bạn sẽ làm gì? Mình sẽ làm diễn viên. À, đâu bạn diễn thử tôi coi. Wow wow wow. Wow wow wow. Đúng rồi. Sau này lớn lên bạn sẽ làm nghề gì? Mình sẽ làm bác sĩ để trị bệnh cho bạn này. Mình sẽ làm bác sĩ để trị bệnh cho bạn này. Trời ơi là trời. Hiền dạng quá. Dữ ơi. Quý dữ đích ơi. Dạ, dạ. Mình ăn xong đi rồi mình trả không gian thoải mái là cho mấy bác bên bệnh viện tâm thần nha. Mình tiến thăm vậy là thành công rồi, mình về thôi. Trời ơi, tương ớt siêu cay thiệt á hả? Cay khủng khiếp luôn á. Này anh ơi, anh ăn có ngon không? Sợi mì dai và giòn lắm. Như mì sợi giòn vậy đó. Anh em ơi, làm một tí mát lòng nha hả? Có cái muỗng không em? 1, 2, 3 Vô. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Các bạn tự tin rằng các bạn rất là yêu quý nhau đúng không? Yêu nhau, yêu nhau. Ý nghĩa gắn kết quá trời. Anh em không ai chia sẻ được anh em tụi tôi. Bởi vì anh em nhận thấy chúng ta và cũng đại ca. Ê, đợi đưa khi ngay không hát được. Tôi rất hoan nghênh tinh thần đoàn kết của các bạn. Tuy nhiên, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời. Chương trình cần các bạn bình chọn cho một thành viên là cừu đen của nhóm. Thành viên này sẽ phải ngủ riêng một mình trên ngọn đồi hoang và chỉ được đem theo một món đồ sinh tồn mà các bạn thu thập được trong suốt hành trình hôm nay. Đồi hoang. Nếu mà nói về ngủ á, thì là người mà ngủ mà tốt mà thoải mái nhất á, Ngô Kiên Quy. Không, anh Giang. Không, anh Giang em ở đâu anh cũng ngủ anh được. Anh của em, cho nên là em nghĩ anh Tuấn nên đi. Những người mà anh nghĩ anh Tuấn nên đi. Những người mà hay sợ này sợ nọ đó thì anh nên đi để trải nghiệm. Tại vì có nhiều cái điểm sình á. Đúng. Tôi chọn anh Ngô Kiên Quy bởi vì anh Ngô Kiên Quy là hả đụng đâu nằm đó, cho nên anh không có cảm giác sợ. Khi mà anh nằm xuống là anh ngủ anh liệm đi thôi. Cho nên anh Quy sẽ là người đi. Nhưng mà tôi sẽ bầu chọn cho Lâm. Tại sao? Bởi vì Huy đi ngủ không có câu chuyện để quay. Lâm có nhiều câu chuyện hơn. Đúng rồi. Có nội dung hơn. Anh sẽ lên đó anh diễn tiểu phẩm với trong nhóm này á, có mà hai độc thoại với Lâm hết trơn á. Đúng. Một mình Lâm vẫn có thể gây cười được. Lâm đi. Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.